Những ngày qua, đồn công an khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp trung đội dân quân thường trực thực hiện chương trình kết nối yêu thương, tặng chuối miễn phí cho công nhân tại phường Tam Phước, đồng thời kết hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng chuối cây mô tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang rất giá mạnh, thì đồn công an khu nghiệp Tam Phước đã chủ động thu mua với giá rẻ để phát miễn phí cho công nhân trong khu nghiệp này. Đây là một buổi phát chuối miễn phí của đồn công an khu công nghiệp Tam Phước dành cho hơn 100 công nhân lao động đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinmion Vina. Đây cũng là đợt thứ hai đồn công an khu công nghiệp Tam Phước tiến hành phát chuối cho công nhân với số lượng khoảng 5 tấn. Trước đó vào tuần trước, đơn vị đã phát 7 tấn chuối cho người lao động ngay tại trụ sở của đồn công an. Hoạt động ý nghĩa này nhằm chia sẻ với công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn, đồng thời giải cứu chuối cho bà con nông dân tại huyện Trảng Bom, thủ phủ chuối của tỉnh đang gặp khó khăn khi giá chuối cấy mô xuất khẩu năm nay bị sốc giá mạnh, thương lái ngừng thu mua. Nhiều công nhân rất vui vẻ, phấn khởi khi đi được những chuối miễn phí như thế này. Tôi rất là cảm ơn tấm lòng của ít lòng nhiều nhưng rất là cao quý đối với chung nhân chúng tôi. Chúng tôi gửi hết lòng chân thành biết ơn tất cả các đoàn để đi tài trợ cho công nhân. Thì hôm nay em được các anh công an vô tặng chuối. Thì nói chung em rất là phấn khởi luôn, tấm lòng của ít lòng nhiều. An ninh trật tự ở đây á, hiện tại đang rất là tốt. Dạ, thì bất cứ có cái vấn đề gì á, thì anh chị bên đồn á, cũng nhiệt tình qua hỗ trợ và giúp đỡ bên chỗ phía công ty. Không phải riêng công ty Vinh Nhung không, mà tất cả các doanh nghiệp trong địa bàn luôn ạ. Thì đợt này thì cũng rất là hoan nghênh, thì cái bên chỗ các anh chị đã quan tâm tới tạo điều kiện hỗ trợ cho bên chỗ người lao động. Tại chương trình kết nối yêu thương, chia sẻ cùng công nhân, đội công an khu công nghiệp Tam Phước cũng đã kết hợp thư kêu gọi chung tay đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của công an tỉnh Đồng Nai, đồng thời tiếp nhận một số thanh niên là công nhân mang hung khí nguy hiểm và pháo lậu đến giao nộp. Đội công an khu công nghiệp Tam Phước đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho 80 doanh nghiệp với trên 100.000 công nhân lao động tại khu công nghiệp này.